Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 21 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 21 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Sau 2 năm triển khai với sự chỉ đạo quyết tâm quyết liệt và sự sáng tạo bản lĩnh trong tổ chức thực hiện, các mục tiêu cơ bản của đề án 06 cơ bản đã đạt được. Đến nay đã hoàn thành 67 trên 77 nhiệm vụ theo lộ trình đề án và 200 trên 216 nhiệm vụ thuộc các chỉ thị, nghị quyết, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành 5 trên 5 văn bản pháp luật theo lộ trình đề án 06. Cung cấp 25 trên 25 dịch vụ công theo đề án số 06 và 13 trên 28 dịch vụ công theo quyết định số 422 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến tại các địa phương đạt 58,2%, tại các bộ ngành đạt gần 32%, riêng Bộ Công an đạt 75%. Bộ Công an đã cấp trên 70,2 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân, hoàn thành cấp hơn 84,7 triệu căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trên toàn quốc, duy trì dữ liệu dân cư bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, triển khai các tiện ích trên ứng dụng VNID, vượt chỉ tiêu đề ra. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an đã kết nối với 15 bộ ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả bước đầu tích cực, đề án 06 được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cần phải quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện đề án, tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ còn chậm tiến độ, bám sát hướng dẫn của Chính phủ về áp dụng, sử dụng các định mức, đơn giá, mức chi trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước để triển khai. Giao các bộ có liên quan tham mưu có cơ chế tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án công nghệ thông tin, xác định hiệu quả và khấu hao dự án công nghệ thông tin, xây dựng định mức cho việc duy trì hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin. Các bộ ngành địa phương phải rà soát, tái cấu trúc quy trình 53 dịch vụ công thiết yếu tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp số hóa trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tiết kiệm, tránh lãng phí. Bộ Tư pháp chủ trì tham mưu với Tổ công tác, rà soát văn bản pháp luật của Chính phủ phối hợp với các bộ ngành liên quan, rà soát, đề xuất các phương án xử lý đối với 558 thủ tục hành chính chưa được thực thi theo 19 nghị quyết chuyên đề của Chính phủ. Khẩn trương áp dụng để số hóa hoàn thành dữ liệu hộ tịch trên địa bàn toàn quốc trong năm 2024. Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, sáng nay ngày 21 tháng 12, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Trịnh Trường Huy, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Thời gian qua, công tác ngoại giao kinh tế đã được ngành ngoại giao triển khai quyết liệt toàn diện, chuyển biến sâu sắc về chất và lượng, đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội đất nước. Tại phiên họp, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề, đánh giá triển vọng kinh tế thế giới, xu thế đầu tư của các nước lớn và tác động đến kinh tế Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm tranh thủ các hiệp định thương mại tự do ở địa phương để tăng tốc xuất khẩu, tiềm năng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn cũng như vai trò ngành ngoại giao trong kết nối các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chuỗi cung ứng bán dẫn khu vực và toàn cầu. Đề xuất các giải pháp thu hút nguồn lực nước ngoài phục vụ các khâu đột phá chiến lược, làm sâu sắc thêm hợp tác kinh tế với các nước và tranh thủ các sáng kiến mới cho phát triển hạ tầng chiến lược.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định năm 2024 sẽ có nhiều thời cơ và thách thức đan xen, do đó công tác ngoại giao cần phải có sự chủ động sát tình hình mới, có tầm nhìn chiến lược. Đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối đối ngoại Đại hội 13 và Chỉ thị 15 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế, tập trung vào các khâu trọng tâm, trọng điểm. Cần có tư duy đổi mới, tích cực, hiệu quả, nắm chắc tình hình, thay đổi cách tiếp cận để tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng chiến lược ngoại giao kinh tế phù hợp, bám sát thực tế để làm những việc người dân, doanh nghiệp cần. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao bản lĩnh về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, tinh thông nghiệp vụ ngoại giao, hiểu biết luật pháp và có tâm, có tầm. Cần linh hoạt, chủ động, mạnh mẽ để đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng một cách nhanh chóng. Phát huy tính tự lực tự cường, tính chủ động sáng tạo, tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương. Chiều ngày 21 tháng 12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp Hội đồng Thẩm định Quy hoạch vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 14 địa phương trong vùng. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Hoàng Văn Thạch, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành. Tại phiên họp, các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên hội đồng thẩm định đánh giá, dự thảo quy hoạch vùng Trung Du và miền núi phía Bắc đã làm rõ cấu trúc phát triển tổng thể của vùng với 4 tiểu vùng, 6 hành lang kinh tế, 3 vành đai và hệ thống các cực tăng trưởng, các trung tâm gắn với các tiểu vùng và vùng. Từ điểm cầu tỉnh Cao Bằng, đóng góp ý kiến đối với dự thảo quy hoạch, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, phát triển kinh tế bền vững dựa trên đặc thù từng vùng để xây dựng chiến lược khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên về quỹ đất, nước, xây dựng các làng bản sinh thái, phát huy giá trị văn hóa bản địa. Phát triển liên kết vùng cần xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối giao thương với Trung Quốc. Phát triển du lịch cần đánh giá hiện trạng hạn chế yếu kém, chia khu du lịch quốc gia và khu du lịch địa phương, sản phẩm du lịch riêng từng vùng, từng tiểu vùng. Xây dựng sản phẩm du lịch riêng biệt mới để xây dựng chiến lược phát triển lợi thế khác biệt để cạnh tranh, thu hút khách du lịch. Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, là phên dậu cửa ngõ phía Bắc của quốc gia và có vai trò quyết định đối với nguồn năng lượng, nguồn nước và môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ. Phó Thủ tướng yêu cầu quy hoạch vùng phải thể hiện tư duy mới về phát triển đồng bộ các loại hình hạ tầng giao thông, điều tiết hiệu quả các nguồn lực đầu tư để bảo đảm mục tiêu chất lượng tăng trưởng của các địa phương và toàn vùng. Đề nghị cần tích hợp vào quy hoạch vùng các nội dung về giáo dục, đào tạo nghề, y tế, năng lượng, theo hướng hình thành các trung tâm cấp vùng quốc gia. Đồng thời, quy hoạch cần đưa ra danh mục các dự án đầu tư với sự thống nhất của các địa phương, chuẩn bị kỹ để sẵn sàng triển khai khi có nguồn ngân sách. Quy hoạch vùng Trung Du và miền núi phía Bắc thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ là cơ sở để xây dựng và triển khai thực hiện những chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển, các dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước, của vùng và các địa phương trong vùng. Chiều ngày 21 tháng 12, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến tại 64 điểm cầu trong cả nước, tổng kết công tác thuế năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự điểm cầu Cao Bằng có lãnh đạo Cục Thuế, các phòng chuyên môn. Dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.488.200 tỷ đồng, bằng 105,5% dự toán, bằng 95,4% so với thực hiện năm 2022, có 16 trên 20 khoản thu sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán, có 8 trên 20 khoản thu sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Theo địa bàn, có 46 trên 63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023. Tại Cao Bằng, đến ngày 18 tháng 12 năm 2023, thu ngân sách do ngành thuế quản lý 1.162 tỷ đồng, đạt 88% so với dự toán Bộ Tài chính giao.
đạt 70,9% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 102,3% so với cùng kỳ. Có 8 trên 11 đơn vị hoàn thành dự toán Bộ Tài chính giao. Năm 2024, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm phấn đấu thu đạt và vượt dự toán ngân sách tỉnh giao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định ngành thuế đã góp phần cùng cả nước tạo được những kết quả ấn tượng, đồng thời nhấn mạnh năm 2024, ngành thuế tiếp tục thực hiện thu đúng, thu đủ, theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế phù hợp với diễn biến kinh tế thế giới và trong nước thời gian tới. Đồng thời, tập trung triển khai kịp thời hiệu quả các giải pháp này nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế nuôi dưỡng nguồn thu. Cần đẩy mạnh chuyển đổi số ngành thuế, tăng cường truyền thông về hoàn thuế và hóa đơn điện tử, đưa ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong quản lý thu hồi nợ, tăng cường quản lý thuế, thanh kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 tại hai xã Thượng Thôn và xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 17 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thứ 13, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri của hai xã đề nghị nhà nước hỗ trợ cột điện bằng sắt thay thế các cột điện bằng cây tre, cây gỗ, lắp đặt thêm một số trạm biến áp cho thôn xóm vùng cao, tiếp tục nâng cấp đường liên xóm đến một số xóm vùng cao, lắp đặt thêm một trạm phát sóng điện thoại cho nhân dân, xây dựng thêm phòng học bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên tại nhà trường mầm non tiểu học và phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Thượng Thôn, nâng cấp một số nhà văn hóa, làm thêm một số bể chứa nước sinh hoạt cho nhân dân vùng cao, nhất là vào mùa khô, hỗ trợ thêm xi măng, xây thêm lò sấy thuốc lá. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri, hứa sẽ tổng hợp các ý kiến chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Ngày 21 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã duy trì hoạt động hiệu quả 117 mô hình phòng chống các tệ nạn xã hội, mô hình phụ nữ thực hiện an toàn giao thông, xây dựng mới 54 mô hình làm theo Bác, 39 mô hình 503 sạch, 170 mô hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao chất lượng 485 cơ sở thực hiện mô hình liên kết sản xuất kinh doanh dịch vụ, phát triển kinh tế và 8 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Ủy thác với các ngân hàng cho gần 20.000 hội viên được vay vốn với tổng dư nợ trên 1.300 tỷ đồng, thực hiện dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, thành lập và ra mắt 524 tổ truyền thông cộng đồng, 53 địa chỉ tin cậy cộng đồng, 54 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi, 62 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm xóm bản. Trong năm, các cấp hội huy động được gần 1,7 tỷ đồng, từ các tổ chức trong và ngoài tỉnh hỗ trợ chương trình, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, đỡ đầu 44 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 412 triệu đồng, trao 130 suất học bổng cho học sinh nghèo với số tiền trên 115 triệu đồng. Các cơ sở hội thực hiện 327 công trình phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, kết nạp mới 2.449 hội viên, nâng tổng số lên 91.927 hội viên tham gia sinh hoạt tại 1.472 chi hội. Năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề ra 8 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 13 hoạt động lớn cấp tỉnh và những giải pháp để thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu, 26 tập thể, 1 cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho 27 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, đoàn đại biểu huyện Nguyên Bình vừa tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.
đoàn đại biểu của huyện đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến công lao to lớn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao lớn, cống hiến đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Cuộc đời hoạt động của Đại tướng gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt nhưng đầy hy sinh gian khổ của Đảng và dân tộc. Hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng luôn nêu tấm gương sáng về tinh thần cách mạng, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, quyết chiến và quyết thắng, đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù. Tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 21 tháng 12, tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức liên hoan báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2023. Liên hoan báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh đã nhận được sự quan tâm của 15 trên 15 đơn vị huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Trải qua vòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc đại diện cho 267 báo cáo viên lọt vào vòng chung khảo với chủ đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ứng dụng mạng xã hội trong xây dựng phong trào thanh thiếu nhi và tổ chức đoàn, phát huy trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế, xây dựng đảng, chính quyền tại địa phương, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho các cấp bộ đoàn, góp phần đánh giá thực chất đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các cấp bộ đoàn. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và 4 giải phụ cho các báo cáo viên xuất sắc. Nhân dịp Giáng sinh, lãnh đạo huyện Quảng Hòa đến thăm tặng quà các giáo xứ, động viên đồng bào giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, phát huy truyền thống yêu nước, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đến thăm và tặng quà hai giáo xứ Hưng Long thị trấn Tả Lùng và giáo xứ Bó Tờ thị trấn Hòa Thuận, đoàn công tác huyện Quảng Hòa đã gửi lời chúc mừng đến các linh mục và giáo dân của hai giáo xứ đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn linh mục cùng giáo dân luôn phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của huyện và địa phương phát động. Linh mục hai giáo xứ bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương và hứa sẽ thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo, phát huy tinh thần đoàn kết, kính Chúa yêu nước, cùng chung tay xây dựng đời sống ấm no, xã hội giàu mạnh. Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, đoàn công tác khảo sát nghiên cứu đề tài cấp Bộ Quốc phòng do Đại tá Tiến sĩ Vũ Đình Liêm, trưởng phòng khoa học quân sự Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn, đã tọa đàm với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng về thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh đối ngoại ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới. Theo đó, đoàn công tác làm rõ hơn các nội dung như công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, phân tích đánh giá đặc điểm tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh đối ngoại của Bộ đội Biên phòng nói chung và Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng nói riêng, những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, kiến nghị đề xuất nội dung giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh và đối ngoại, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các vụ việc vi phạm hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc, phối hợp với các lực lượng đấu tranh triệt phá thành công nhiều vụ án, cung cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng phong trào quần chúng rộng khắp trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Tiến sĩ Vũ Đình Liêm nhấn mạnh, hoạt động khảo sát tọa đàm nhằm phục vụ nghiên cứu đề tài cấp Bộ Quốc phòng về thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh đối ngoại ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới. Sau khi khảo sát nghiên cứu các nội dung, biện pháp sẽ là cơ sở quan trọng để Phòng Khoa học Quân sự tham mưu với Ban chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh các nội dung nghiên cứu. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Cao Bằng có đường biên giới dài trên 333 km, tiếp giáp với Trung Quốc và có nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở, địa hình đồi núi hiểm trở,
dự báo tình trạng nhập lậu động vật diễn ra phức tạp, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 13 về ngăn chặn nhập lậu vận chuyển trái phép động vật, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, đảm bảo nguồn cung thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật, đồng thời kiểm soát tốt các loại dịch bệnh hạ giá thành chăn nuôi, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm động vật sản xuất trong nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn thú y tăng cường công tác kiểm dịch nhập khẩu, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn cung thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tổ chức hướng dẫn đôn đốc kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thành công các vùng cơ sở an toàn dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, ngăn chặn hành vi găm hàng, gian lận thương mại, thao túng thị trường, đẩy giá gây thiệt hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến phát triển ngành chăn nuôi. Kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, đường sông, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới vào địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tăng cường công tác kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tiêu thụ tại địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, đẩy mạnh việc tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh cho động vật nuôi, đặc biệt là tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn thịt. Tại huyện Hòa An, Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội vừa tổ chức khóa đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho 130 cán bộ quản lý, nhân viên y tế đang công tác tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Tại khóa đào tạo, các học viên được truyền đạt các kiến thức dự phòng, nhận định và xử trí ban đầu một số bệnh nhi thường gặp, cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản, cấp cứu bệnh nhân chấn thương, xử trí một số trường hợp cấp cứu như sốc nhiệt, đuối nước, điện giật, gãy xương, và thực hành về cấp cứu ngừng tuần hoàn, xử trí một số chấn thương thường gặp và sơ cứu chấn thương. Qua khóa đào tạo, giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác y tế trường học huyện Hòa An cập nhật các kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu, giảm thiểu những rủi ro tai nạn thương tích gây ra cho trẻ em, học sinh, góp phần nâng cao chất lượng công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là nội dung trong công tác phối hợp giữa huyện Hòa An với Bệnh viện Bạch Mai về hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật y tế, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bảo Lạc đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu nhập ngũ năm 2024 cho các xã thị trấn. Theo đó, chỉ tiêu giao quân năm 2024 huyện Bảo Lạc được giao 87 công dân, bao gồm nhập ngũ vào quân đội 70 công dân, 17 công dân đi nghĩa vụ công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân, 17 xã thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân. Qua khám tuyển có 16 công dân sức khỏe loại 1, số công dân còn lại sức khỏe loại 2 và loại 3. Tổ chức chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, bảo đảm chỉ tiêu trên giao. Thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp huyện, xã tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, đúng nghi lễ, đảm bảo 100% quân số theo chỉ tiêu giao. Ngày 21 tháng 12, Hội Đông y huyện Hà Quảng tổ chức Đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, toàn huyện có 21 hội đông y cấp xã thị trấn với 167 hội viên tham gia công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Trình độ chuyên môn của cán bộ y học cổ truyền, lương y cơ bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, chất lượng khám và điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền ngày càng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, các lương y đã khám và điều trị 4.500 lượt người bệnh. Hội đông y đã chú trọng trồng nhiều loại cây thuốc nam, điều chế và nghiên cứu các bài thuốc hữu ích mang lại hiệu quả trong công tác phòng và chữa bệnh.
nhiệm kỳ 2023-2028, hội tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức, đổi mới công tác quản lý khám chữa bệnh, đào tạo, bồi dưỡng, sản xuất thuốc, nuôi trồng dược liệu, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đại hội đại biểu Hội Đông y huyện Hà Quảng đã bầu ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự cấp trên. Huyện Thạch An vừa tổ chức hội nghị thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ xã Đức Thông giai đoạn năm 1930-2020. Cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương xã Đức Thông giai đoạn năm 1930-2020 gồm lời giới thiệu, phần mở đầu, nội dung, kết luận và các phụ lục đi kèm. Các thành viên hội đồng thẩm định đã bổ sung nhiều ý kiến vào bản thảo cuốn lịch sử, chỉnh sửa nội dung, kết cấu, câu từ, bố cục nhằm làm rõ hơn quá trình xây dựng và phát triển của xã Đức Thông qua các thời kỳ lịch sử. Bên cạnh đó cần chỉnh sửa hành văn cho phù hợp với ngôn ngữ lịch sử. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội đồng thẩm định, Đảng ủy xã Đức Thông và ban biên soạn tiếp thu góp ý, từ đó rà soát, bổ sung hoàn thiện bản thảo, đảm bảo chất lượng, khoa học trước khi thực hiện các thủ tục xin cấp phép xuất bản. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh đã xảy ra đợt rét đậm rét hại ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, học tập của các em học sinh, nhất là học sinh mầm non. Tại thành phố Cao Bằng, các trường học mầm non đã chủ động bảo vệ tốt cho sức khỏe cho các em học sinh, duy trì tỷ lệ chuyên cần tới lớp trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Trường mầm non Tư Thục Happiness có gần 100 trẻ với 4 nhóm lớp để chủ động phòng chống rét cho học sinh tại các lớp học, nhà trường đã trang bị tấm thảm đệm, chăn để giữ ấm cho trẻ. Nhà trường luôn cập nhật thời tiết, thông báo lịch đưa đón trẻ đến cha mẹ học sinh. Nhờ vậy, thời tiết tuy có khắc nghiệt nhưng các em học sinh vẫn yên tâm tới trường. Để phòng tránh trời lạnh quá, nhiệt độ xuống thấp, đảm bảo sức khỏe cho các con, nhà trường đã chuẩn bị như là chú trọng về dinh dưỡng, thực hiện thực đơn hàng ngày của bé, chuẩn bị đồ dùng nước uống, nước sinh hoạt, luôn đủ ấm cho các con sử dụng, trang bị đầy đủ máy điều hòa, máy nóng lạnh, đèn sưởi trong nhà vệ sinh, thảm trải nền, đệm ga, chăn măng lông, đủ ấm cho các con ở tại các nhóm lớp. Nhà trường kịp thời tuyên truyền tới các bậc cha mẹ đảm bảo đủ ấm cho con khi di chuyển từ nhà tới trường. Việc thực hiện kế hoạch giáo dục trong ngày thì với nhiệt độ xuống thấp, giá lạnh như những ngày hôm nay thì hoạt động ngoài trời nhà trường tạm dừng và chuyển sang các trò chơi để tổ chức tại trong các lớp học. Vẫn đảm bảo kế hoạch giáo dục trong ngày phù hợp với điều kiện thời tiết và đảm bảo sức khỏe cho các con. Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, việc đảm bảo thức ăn được đầy đủ các chất dinh dưỡng cho học sinh cũng được các nhà trường quan tâm chú trọng. Thì về cơ sở vật chất thì trường mầm non Tân Giang đã trang bị đầy đủ cho các lớp về bình nóng lạnh, bình đủ nước để cho trẻ có đủ nước ấm uống trong ngày, cũng như là đủ nước ấm cho trẻ vệ sinh cá nhân như rửa tay, rửa mặt hoặc khi cần dùng đến nước ấm. Thế ngoài ra thì nhà trường có đầy đủ các chăn ấm để cho trẻ và đệm để cho trẻ ngủ vào buổi trưa. Và tất cả các lớp thì đều có trải xốp hết toàn bộ các sàn nền nhà để tránh việc trẻ tiếp xúc chân trực tiếp xuống nền nhà. Ngoài ra thì phụ huynh còn phối hợp với nhà trường để lắp nóng lạnh, lắp điều hòa hai chiều để có đủ nhiệt độ ấm cho trẻ về mùa đông, mát về mùa hè. Giáo viên ở các lớp thì cập nhật thông tin thời tiết thường xuyên và các bệnh thường gặp để tuyên truyền tới phụ huynh để đảm bảo trong công tác phối hợp chăm sóc trẻ ở trường cũng như ở nhà. Việc học sinh phải nghỉ học khi thời tiết xuống thấp từ 7 đến 10 độ C gây lo lắng cho nhiều phụ huynh phải đi làm khi nhà không có người trông con. Vì thế, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh, các trường học vẫn đảm bảo nhận trẻ đến trường khi nhiệt độ xuống thấp, chăm sóc các con đủ ấm, bảo đảm sức khỏe. Thay vì những hoạt động ngoại khóa ngoài trời, các em được hoạt động các trò chơi trong lớp, đảm bảo luôn đủ ánh sáng và kín gió để giữ ấm cho cơ thể. Và khi thời tiết dưới 10 độ C thì nhà trường tổ chức cho trẻ nghỉ học ở nhà đối với những cháu mà có ông bà hoặc có người trông. Còn đối với những cháu mà không có ông bà hoặc không có người trông thì nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức cho trẻ đến trường và đảm bảo cái độ ấm cho trẻ để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh đi làm.
Theo dự báo thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2024 sẽ có những đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thay đổi đột ngột, nhất là các địa bàn vùng núi cao, nhiệt độ sẽ xuống thấp. Vì vậy, các trường học cần sẵn sàng các biện pháp phòng chống rét khi nhiệt độ giảm sâu. Tuyên truyền phụ huynh học sinh mặc đủ ấm cho con em và giữ gìn sức khỏe trong mùa đông. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết những ngày này chuyển rét đậm đã khiến cho nhu cầu mua sắm những đồ giữ ấm như chăn ga gối đệm của người dân tăng lên. Năm nay, thị trường chăn ga gối đệm khá đa dạng và phong phú, chất lượng các sản phẩm cũng ngày càng được cải tiến, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Nắm bắt xu hướng của người tiêu dùng, ngay từ đầu mùa, các cửa hàng nhà sản xuất kinh doanh chăn ga gối đệm đã tung ra nhiều sản phẩm mới với các chất liệu mềm, thoáng, thân thiện với môi trường. Các sản phẩm chăn ga gối đệm hiện nay khá phong phú, đa dạng về mẫu mã, chất liệu. Xu hướng màu sắc vẫn là những tông màu nóng ấm kết hợp các họa tiết hoa văn trang nhã, hiện đại. Chất liệu chăn ga gối được sử dụng chủ yếu là cốt tông, gấm. Riêng trong mùa rét đậm như hiện nay, các loại chăn bằng chất liệu lông, nỉ, nhung với ưu điểm nhẹ và có độ giữ nhiệt tốt được ưa chuộng và tìm mua nhiều hơn. Các loại chăn như chăn lông cừu, chăn lông thỏ, chăn lông cáo có giá dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 5 triệu đồng tùy từng loại chất liệu và kích cỡ. Các loại ruột chăn cũng có giá từ 900 đến hơn 2 triệu đồng. Ruột gối với chất liệu bông sơ, sơ đậu, lông vũ hoặc cao su non đa dạng về kiểu dáng, kích cỡ có giá dao động từ 450 đến hơn 600 nghìn đồng một chiếc. Bên cạnh đó, các loại đệm đang được ưa chuộng vẫn là đệm bông ép, đệm lò xo, nano. Lượng khách đến tìm hiểu và mua sắm tại các cửa hàng kinh doanh chăn ga gối đệm đã có xu hướng tăng. Với những ngày trở lạnh như thế này thì ở cửa hàng tôi thì có sẵn tất cả những sản phẩm đa dạng về các sản phẩm là chăn và ga gối thì sẽ là chất liệu là nhung và nỉ nhung. Thì cái mã hàng này thì nó sẽ dao động từ tầm khoảng đối với chăn thì là sẽ từ tầm hơn 200 nghìn đến hơn 5 triệu về cái mã, đấy là cái mã sản phẩm khác nhau. Còn ngoài ra về những sản phẩm ga gối thì mùa đông năm nay thì các mã sản phẩm nó rất là đa dạng. Về cái năm 2023 này sẽ có những cái bộ ga gối và có thêm những cái phụ kiện kèm theo như là gối ôm đều bằng tất cả các chất liệu là bằng nhung. Nhung thì nó sẽ rất là ấm. Trong thời điểm lạnh như hiện nay thì về nhu cầu của khách hàng thì sẽ có nhu cầu nhiều hơn về những sản phẩm ga gối hoặc là chăn. Ngoài ra cửa hàng tôi có bán sản phẩm tại hai cơ sở và thứ hai nữa là sẽ có đẩy mạnh thêm những cái phương thức bán hàng như là online qua các mạng xã hội. So với năm ngoái thì về cái mặt hàng chăn ga gối thì thứ nhất là sẽ đa dạng hơn về cái sản phẩm là về mẫu mã, thứ hai về giá thành thì cũng sẽ hợp lý hơn. Mặc dù đã bước vào cao điểm của mùa lạnh và dự báo thời tiết sẽ còn rét đậm, rét hại kéo dài. Thế nhưng với sự chuẩn bị sớm của các cửa hàng, đại lý, thị trường chăn ga gối đệm được nhận định là sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm, sốt giá. Dịp cuối năm này cũng là thời điểm các đơn vị đưa ra nhiều chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm, cũng như tận dụng các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để kích cầu mua sắm của người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thành lập đi vào hoạt động chưa đầy một tháng, đơn vị đột quỵ khoa cấp cứu đã có bệnh nhân đầu tiên xuất viện với niềm vui không chỉ của người bệnh mà còn là niềm vui các bác sĩ, những người tận tình vì sức khỏe bệnh nhân. Đó là kết quả thực hiện thành công phương pháp khai thông mạch máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu não cấp. Bệnh nhân Phạm Như Quang, 66 tuổi, ở phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, nhập viện ngày 9 tháng 12. Với các triệu chứng được các bác sĩ xác định là khởi phát của đột quỵ não cấp tính. Tại đơn vị đột quỵ khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, ông đã được áp dụng phương pháp điều trị khai thông mạch máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu não cấp. Chỉ sau 3 ngày, bệnh của ông đã tiến triển tốt. Sau tròn 10 ngày, ông đã đi lại được và được xuất viện. Tôi thì bắt đầu từ vì từ 15 giờ ngày mùng 9 tháng 12. Thế là sau khi mà các con phát hiện ra thì đưa vào đây là đưa vào khoa này điều trị. Nhìn chung là khi vào đây thì
khi mà vào thì cũng lúc đấy là cũng chẳng biết gì hết cả. Thế nhưng khi mà bắt đầu được uống thuốc các thứ thì sang đến ngày thứ hai thì nó bắt đầu thấy là chân cũng đỡ được 70%, tay cũng đỡ được 70%, còn mặt thì đỡ được khoảng được 60% rồi. Ông Phạm Như Quang nhập viện sau 40 phút xuất hiện các triệu chứng khởi phát của đột quỵ não cấp tính như đột ngột méo miệng, nói ngọng, liệt một nửa người phải. Ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ khoa cấp cứu đơn vị đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nhanh chóng thực hiện cấp cứu ban đầu, phối hợp cùng khoa xét nghiệm, khoa chẩn đoán hình ảnh, đánh giá toàn diện bệnh nhân. 60 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân đã có các kết quả về chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm máu, thỏa mãn các chỉ định thực hiện kỹ thuật, khai thông mạch máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết. Phương pháp này là cái phương pháp dùng thuốc tiêu sợi huyết để điều trị khai thông mạch máu não trong điều trị các bệnh nhân nhồi máu não cấp trong vòng 4 tiếng rưỡi đổ lại. Ưu việt của cái phương pháp này đó là cái thuốc này có tác dụng làm tan cái cục máu đông ở trong cái lòng trong mạch máu, nên là nó sẽ làm tái thông cái tuần hoàn mạch máu não đến để các cái chức năng não nó có thể hồi phục. Từ đó thì sẽ giúp cho bệnh nhân hồi phục lại các cái chức năng vận động, các cái chức năng hô hấp cũng như là các cái chức năng khác của các tế bào não mà khi bị thiếu máu. Nhồi máu não có thể tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề như liệt nửa người, nói ngọng, méo mồm, gây khó khăn cho sinh hoạt, lao động, thậm chí trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, áp dụng phương pháp khai thông mạch máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu não cấp kịp thời, bệnh nhân phải được cấp cứu trong 4 đến 5 giờ đầu, sẽ làm tan cục máu đông gây tắc mạch máu não, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch và phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Đơn vị đột quỵ khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đi vào hoạt động điều trị thành công cho bệnh nhân đầu tiên nhồi máu não cấp bằng phương pháp dùng thuốc tiêu sợi huyết, mở thêm hy vọng cho người bệnh được cấp cứu giờ vàng, không cần chuyển tuyến. Đây cũng là phương pháp tối ưu giúp hạn chế tối đa di chứng ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hệ vận động, giúp người bệnh nhồi máu não cải thiện các triệu chứng lâm sàng và phục hồi hoàn toàn để trở lại với sinh hoạt bình thường. Chiều ngày 21 tháng 12 tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tổ chức tiếp nhận 20 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả. Theo đó, vào lúc 13 giờ ngày 21 tháng 12, Đại đội Quản lý Biên giới huyện Long Châu, Trung Quốc tiến hành trao trả 20 công dân Việt Nam cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tiếp nhận. Tất cả các công dân trên nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc với mục đích làm thuê, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Sóc Trăng, Hà Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Lâm Đồng. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị tiến hành lấy lời khai, thông tin cá nhân và hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và hướng dẫn các công dân quay trở về địa phương nơi cư trú. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.